Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Các em hãy chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhé. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng quan sát nét vẽ của hai hình sau. Hình 1, nét vẽ hoàn thiện, chỉnh chu. Hình 2, nét vẽ phóng khoáng, có nhiều nét thừa và thể hiện đặc điểm chính của hình. Đó là hình thức vẽ gì các em còn nhớ không? À, đó chính là hình thức vẽ ký họa mà chúng ta đã được học vẽ ký họa phong cảnh ở chủ đề 4. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ tìm hiểu một chủ đề mới, đó là chủ đề cuộc sống quanh em. Trong chủ đề 7, cuộc sống quanh em, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tiết. Tiết 1, đó là ký họa dáng người. Tiết 2, chúng ta sẽ tìm hiểu và vẽ tranh về đề tài cuộc sống quanh em. Cô trò mình cùng tìm hiểu tiết 1, ký họa dáng người. Một nhỏ tìm hiểu thế nào là ký họa dáng người. Các em hãy quan sát tranh. Khái niệm ký họa dáng người là hình thức vẽ nhanh nhằm ghi lại hình dáng, những nét chính, đồng thời ghi lại cảm xúc của con người. Vậy mục đích của ký họa là gì? Theo các em, các họa sĩ, các nhà điêu khắc, ký họa dùng để làm gì nhỉ? À, các họa sĩ, các nhà điêu khắc dùng ký họa để làm tài liệu cho sáng tác tranh hoặc là tượng. Vậy với học sinh chúng ta, ký họa dùng để làm gì? À, với học sinh chúng ta, ký họa để tập khả năng quan sát, giúp cho bài học vẽ tranh, vẽ theo mẫu được tốt hơn, và ký họa để ghi nhớ lại những sự vật, hiện tượng. Đặc điểm của các hình dáng người, các em hãy quan sát và cho cô biết xem hình dáng của con người thay đổi khi nào nhỉ? À, chúng ta thấy hình dáng của con người luôn luôn thay đổi khi con người chúng ta vận động. Chúng ta cùng quan sát một số các dáng người đang vận động. Và chúng ta thấy rằng ở mỗi dáng vận động thì tư thế của đầu mình, tay chân cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ thứ nhất, dáng đi, lưng thẳng, chân trước duỗi tới, chân sau co, tay đánh trước, tay đánh sau, ngược với chân. Dáng đứng, thân người thẳng, chân đứng thẳng, tay co trước bụng. Dáng ngồi, đầu cúi, lưng cong, hai chân co gấp sát bụng, hai tay ôm gối. Các em cùng quan sát tranh. Bố cục dáng người ở phía trước và ở phía sau trong tranh có gì khác nhau không? À, chúng ta thấy rằng người ở phía trước thường được ký họa rõ, to, còn người ở phía sau thì chúng ta thấy được ký họa nhỏ và mờ hơn, đúng với luật xa gần mà chúng ta đã học ở năm lớp 6. Chúng ta cùng quan sát một số bức tranh minh họa các dáng hoạt động của con người. Như các em đã biết, trong cuộc sống của chúng ta thì diễn ra rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau. Hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động học tập, hoạt động sinh hoạt và hoạt động ngoài xã hội. Và chúng ta thấy rằng trong mỗi cái hoạt động đó thì tư thế của các dáng người thường thay đổi theo từng cái hoạt động mà con người vận động. Vậy làm thế nào để chúng ta vẽ được ký họa một dáng người? Chúng ta tìm hiểu sang phần 2, cách thực hiện. Bước 1, các em hãy chọn hình dáng đẹp để chúng ta ký họa. Bước 2, vẽ pháp nét chính, sắp xếp bố cục sao cho cân đối trên phủ giấy. Bước 3, so sánh đối chiếu, ước lượng các tỷ lệ của đầu, mình, tay, chân. Bước 4, vẽ chi tiết, vẽ từ bao quát cho tới những cái nét chi tiết thể hiện quần áo, tay chân, mắt, mũi, miệng.
chúng ta cùng quan sát thêm một số hình minh họa các dáng khác nhau. Dáng cúi. Các em tham khảo thêm một số các bài vẽ ký họa của các bạn học sinh. Dáng đứng, dáng đi, dáng ngồi. Trước khi vào thực hành thì chúng ta chú ý cho cô xác định các nét chính của dáng người đang vận động. Chú ý các nét chính của đầu, mình, tay, chân. Các em đã sẵn sàng để thực hành chưa? Yêu cầu của cô với bài thực hành này như sau. Em hãy tập ký họa các hình dáng sau trên giấy A4. Chất liệu bằng bút chì đen. Sau khi vẽ xong, các em quan sát bài vẽ của mình và nhận xét cho cô về tỷ lệ, về hình dáng chung. Xem tỷ lệ bài vẽ của mình đã cân đối hợp lý hay chưa, và hình dáng đã đúng với mẫu hay chưa nhé. Chúng ta cùng nhìn lại các bước để tiến hành một bài vẽ ký họa bằng cách hoàn thành sơ đồ tư duy sau. Bước thứ nhất, chọn hình dáng đẹp để ký họa. Bước thứ hai, vẽ phác nét chính. Bước thứ ba, so sánh, đối chiếu ước lượng tỷ lệ. Bước 4, vẽ chi tiết. Chúng ta cùng sắp xếp các bước xem đã hợp lý chưa nhé. Chúng ta cùng so sánh với đáp án của cô. Và trong quá trình thực hành vừa qua thì các em đã làm thực hiện đúng theo các bước mà cô hướng dẫn chưa? Nếu bạn nào mà chúng ta chưa thực hiện theo đúng các bước thì chúng ta cần chú ý khi thực hành vẽ dáng sau nhé. Khi vẽ chúng ta cần chú ý thực hiện sao cho đúng các bước thì bài vẽ của chúng ta mới cân đối và hợp lý. Hướng dẫn học bài. Bạn nào chưa hoàn thành bài vẽ thì chúng ta cố gắng hoàn chỉnh bài vẽ ký họa của chúng ta. Ngoài ra, các em có thể tập ký họa về các cái thể loại khác nhau. Nếu có thời gian, sưu tầm những bài ký họa về các thể loại để chúng ta tham khảo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.